nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Đó là câu nói quen thuộc khi nhắc đến các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Đúng vậy, người ta thường nói không có độ tuổi nào vui vẻ và có nhiều trò nghịch tinh quái hơn thời học sinh. Ngồi trong lớp học hay giữa sân trường, vân vân, các bạn trẻ luôn nghĩ ra đủ trò cười khanh khách cả ngày không biết chán. Nhưng cũng chính khoảng thời gian còn đi học sẽ lưu giữ những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Để sau này, khi nhớ lại, chúng ta luôn mỉm cười vì đã có tuổi thanh xuân rực rỡ đến thế. Cuốn sách Mùa tiểu học cuối cùng của tác giả Lê Văn Nghĩa đã cho người đọc một lần nữa sống lại những ngày tháng tuổi thơ đẹp đẽ đó. Sách do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2021 với độ dày 223 trang trên khổ giấy 21 cm. Cuốn sách như một thước phim tư liệu về tình bạn, tình thầy trò và cuộc sống của người Sài Gòn hồi năm 1967. Bằng những chất liệu sẵn có là nhóm bạn cùng lớn lên trong xóm lao động nghèo, chuyện trẻ con ở trường tiểu học Bình Tây, nơi nhà văn từng theo học và những lời ăn tiếng nói ngày xưa. Cuốn sách đã chạm đúng phần tuổi thơ của rất nhiều người, những mảng ký ức tưởng chừng đã bị khuất lấp bởi thời gian và thời cuộc. Bạn ngồi xuống đây, nghe tôi kể chút nè. Nhà văn Lê Văn Nghĩa đã mời gọi bạn đọc cùng đi hết mùa tiểu học cuối cùng. Bằng lời mời nhẹ nhàng và duyên dáng như vậy, trong lời giới thiệu của trang bìa. Còn về phần khởi đầu, ông lại bắt đầu ngay bằng một câu nghi vấn tò mò mà tinh tẩn. Không biết tại sao lớp nhất 2, trường tiểu học Bình Tây của tôi lại có nhiều thằng cà tưng như thế. Trừ những thằng không có máu cà tưng thì những thằng bạn thân của tôi đều có máu cà tưng trong người. Và như thế, chuỗi dài câu chuyện về những người bạn cà tưng bắt đầu. Đó là tuổi học trò nhất quỷ nhì ma lớp nhất 2, trường tiểu học Bình Tây. Những đứa nhóc cà tưng thích làm mấy chuyện cà tửng. Thằng há láo cá với hàm răng quanh năm không đánh, luôn tìm cách trốn khỏi những buổi khám nha khoa học đường. Thằng nhơn kem khoái làm nhà sáng chế kem đánh răng, đã cứu vớt và đưa được răng miệng thằng há trở về con đường chánh đạo. Thằng cảnh hù có biệt tài tè xa, vô địch thiên hạ, thích làm công an điều tra như ba nó, nhờ thế mà đã phát hiện ra bí mật thầm kín của thằng Thu. Thằng Út Đẹp thích học võ vô vi nam, hằng ngày tắm người trong nước sắc pha giấm để có mình đồng da sắc cho hết đẹp. Thằng Chương tìm phép tàn hình như trong phim Ấn Độ và thành công thật. Thằng Ti sau một lần té cây chầm ruột bỗng trở thành thiên tài toán học, vân vân. Đó còn là hình ảnh cô giáo An Khê với biệt danh cô gái đồ long, luôn nghiêm khắc trong việc dạy dỗ lũ học trò nghịch ngợm nhưng cũng vô cùng yêu thương chúng. Cô đã tìm mọi cách giúp thằng Ti không bị bạn bè coi thường và bị chuyển trường sau tai nạn té cây. Là anh Hương giao báo dạo, người hướng dẫn thằng Hoàng cách viết báo hay mà không cần kể chuyện xấu của bạn bè. Là chú Hía bán bò viên ngon tận cùng bằng số, vân vân. Lồng ghép trong từng câu chuyện về tình bạn, tình thầy trò thì cuốn sách còn mang cả dáng hình, tinh thần của con người Sài Gòn, hào sảng, nghĩa tình, không lẫn vào đâu được. Và tinh thần đó toát lên ngay từ những đứa trẻ chuẩn bị kết thúc lớp nhất 2, trường tiểu học Bình Tây. Bọn trẻ cà tưng ấy vậy mà đã biết bảo vệ kẻ yếu, luôn giữ sự lạc quan và rất ít chấp nhặt. Tất cả được thể hiện qua chuyện kể đôi bạn cùng tiếng, chuyện đánh nhau với thằng Mừng hay đi viếng thăm bà cụ bán bánh mì thịt nướng. Tác giả đã khâu vá lại tất thảy những mảnh ghép thời gian của Sài Gòn xưa qua góc nhìn tươi sáng, trong vắt mà cảm động của những đứa trẻ. Từ lời kể của một bạn nhỏ lên 10, để thấy mùa tiểu học cuối cùng có đủ niềm vui, đủ háo hức, đủ tò mò, đủ các trò chơi láo cá và có dư thừa sự đáng yêu của những đứa trẻ cùng lớn lên, hiếu học và biết thương yêu nhau. Cuốn sách gồm 22 chương, mỗi chương là một câu chuyện đặc sắc và thú vị về những kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò đầy mộng mơ, được kể lại một cách hài hước và giàu năng lượng. Tình cảm gia đình, tình thầy trò, tình bạn được đề cao. Những đứa trẻ vô tư trong sáng, quậy hết nấc, nhưng luôn biết yêu quý bạn bè, muốn làm điều hay lẽ phải, trọng tình, trọng nghĩa, khiến ai đọc cũng vừa phải bật cười sảng khoái, vừa rưng rưng cảm động. Mùa tiểu học cuối cùng đã đưa mọi thế hệ bạn đọc bước vào chuyến du hành quay ngược về tuổi thơ, hiểu rõ thêm phần nào tính cách và văn hóa của người Sài Gòn xưa. Chuyên mục Sách hay nên đọc xin được trân trọng giới thiệu.